Min Baby Egypt và AC đã còn thành viên bên phía đội bạn, trong khi đây là Somberian trong tay của game thủ Mạnh Hào. UG8 cầm sen, Rua cầm pan, Vơ cầm cho son trong trận đấu này. Có lẽ trận đấu này chúng ta cùng đến với màn hình máy của người cầm pan thôi. À không, vâng, màn hình máy tới từ Mạnh Hào. Nhà thì cũng đang là, vâng, nhà thì đang là từ ngã tư Sở rồi, nhưng Hào vẫn đang nói rằng tôi giữ người đánh cung cho hiểu thôi. Vâng, bài không có đồ ăn dành cho Mạnh Hào. Vâng, đủ đồ luôn. Vâng, đã không có đồ thì tự dưng thành một bài đủ đồ luôn cho Mạnh Hào. Đến với những anh em khác, đây là U98 là người cầm xe, có hốc trên góc 12 và gần góc 12 giờ sát với tường. Đúng rất là. Vua cầm pan trong cánh. Vâng, một bầy hiêu gồm có 7 con, rất to. Vâng, vừa được thông báo về là U98 yên tâm bao nhỏ vào. Bao nhà cửa là quan trọng nhất thì chắc chắn là sẽ không bị mất dân. Tập trung sửa e nếu như bị đi. Vâng, còn nếu như bị công ca thì hãy tự mình mà sóc chém rồi vừa chết rồi. Màn hình máy đến từ vơ. Đây là vơ. Trừ lương anh ơi. Vâng, vua do được một bách quả nhường cho Hào, không nhường cho GV. Vâng, bắt đầu thì sai sai rồi. Vâng, chúng ta cùng đến với vừa được thông báo là có 20 con dân đang un đổ bộ xuống nhà Hào để dâng Nga. Không tin nổi, màn hình máy của Hào. Vâng, đây màn hình máy của Mạnh Hào, không biết nhìn thấy chưa. Đây rồi, gặp nhà màu 1. Màu 4 là người đi dâng nếu tôi không nhầm. Homeless.
Ơ, vấn đề 2 mà anh. Và như vậy có nhà L tới từ một game thủ nào đó đó, nhà của game thủ ít vua. Đây là ít vua. Vua gặp nhà 14 trong turn này. 4 là người cầm dưới như 4 là một bài đi dâng. Thế thì nếu như mà bị chém sớm như thế này thì khả năng 4 sẽ rất khó để có thể sóc đều những nhà A của mình. Thế là một thành một thế trận tươi. Bởi vì U98 sẽ một bài không hốc và lên sớm, một bài cầm xe. Vơ vẫn đang đợi 2. Gió bắt đầu di chuyển. Đánh máy đến từ game thủ U98. Vâng, 4A sẽ bắt đều trong tờ này. Bò bế nhà cửa dần mình vào. Một trận đấu mà cũng ít người. Vâng, một trận đấu mà U98 cũng không bị ai quấy, không thấy con ngựa giò nào cả, dĩ thế là rời. Đánh máy tới từ game thủ màu 8 Mạnh Hào. Gặp nhau một đây là dân Summer. Vâng, không xoắn một tí nào cả, quay lại chơi luôn. Thăm lai vẫn là 26, không có vấn đề gì. Màn hình máy của ít vua. Vâng, vua chém thẳng vào nhà đi dâng A. Tôi nghĩ là Nai sẽ yếu trong trận này, nó rất yếu luôn. Vâng, một đang có một bài. Vâng, có bo được không? Dường như bo được, lạc đà cũng khá đông. Có nhà P tới từ game thủ của một Exciter. Pha đấy tới từ game thủ ít vua. Hay không? Một bài chém khá tốt tới từ game thủ ít vua. Vâng, luộc hết dân của người cầm AC Dan mà anh. Vâng, mà Nai chả chú ý gì cả. Ưng luôn. Nai yếu lắm rồi nha. Nai yếu lắm rồi. Nó cứ bảo là Nai rồi đi dâng A mà cứ chả thấy cũng vừa 14 ở đâu cả. Đi vào. Vâng, thấy nghe thông tin báo về bảo M4 là người đi ra ngang nhưng tôi chưa thấy một con cung đờ của M4 nào cả. Hơi ảo. U98 tham lai đã là 64/80. Hào tham lai là 33/44. Vơ 24/52. Như vậy là M3 là người đánh ở phía bên ngoài cánh. Và các game thủ ở phía Nam Định đã quit một trận đấu mà tôi không thấy Nai có một con cung đờ nào cả. Bịp vào. Đây là War. War một trận đấu chém cực tốt tới được game thủ ít War. Vâng, vừa không cần thi đấu vẫn thắng 3-0 trong xe đấu đầu tiên. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trong ít phút để đến với xe đấu thứ hai ngay sau đây.